Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Dạ, ưu điểm của em là tập tạ. Em tập tạ được bao lâu rồi? Dạ, khoảng 58 tuổi. Chắc người cứng ngắc luôn hả? Nói dạ. Nghe nè, bên kia thấy sao nè? Có thích ứng nổi hay không nè? Chắc nổi mà. Nổi hả? Bạn hình dung cái người bên đây sao? Hình dung đi. Hả? Bị choáng quá. Bị choáng quá. Đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì hả? Dạ, điểm yếu của em là tại vì lúc 18 tuổi em đi tập ra đi dạy, không có biết nấu ăn, sợ ma. Em tập tạ mà em sợ ma, sao nó kỳ vậy? Ủa, có liên quan đâu gì đâu tập anh. Tập tạ nó mạnh mẽ, nó phải không sợ ma chứ? Em bánh bèo lắm, ai nói tập tạ nè, ra cơ bắp cuồn cuộn sai rồi. Nó cho mình săn chắc lại đẹp, ba dòng đầy đủ, chuột em bự hơn chuột của anh đó. Có không? Chùa dạ. Bự không? Dạ. Chùa lớn vậy nè. Em mấy con? Có hai con à. Chưa chắc chuột nào bự hơn chuột nào nha. Sợ ma đâu phải là điểm yếu đâu. Cái điểm mà gọi là điểm xấu á, tức là cái điểm mà không có tốt của mình là cái gì? Là em hù dai lắm. Em hù dai lắm. Rồi cái lúc mà lên cơn kiểu mà nổi điên lên là có đụng chân đụng tay gì không, với người em không chơi vậy đâu, em lấy tạ em chọi hả? Chọi tạ đó, nghe đi. Choáng luôn hả? Điểm mạnh điểm yếu sao là Tâm? Dạ, điểm mạnh em là em hiền và biết nấu ăn, quan tâm và chia sẻ. Khác bên kia ha. Có khuyết điểm gì không Tâm? Ghét người nói nhiều. Ghét người nói nhiều. Kệ người ta ghét gì ta nói nhiều kệ người ta chứ ghét làm chi? Mình nói nhảm nhảm thì cũng như không có. Mình nói hoài em không thích, nhiều khi hỏi em không trả lời. À, được mấy mối tình rồi Tâm? Dạ em có hai mối tình nè. Mối tình cuối em chia tay cũng lâu lắm rồi. Mấy năm rồi? Mới đây à, khoảng chừng 10 năm rồi. Trời ơi, ông cũng 10 năm rồi đó. Yêu mấy năm mà chia tay 10 năm rồi? Yêu năm mới 2 năm à. Tại vì sao quá rồi không có đến nhau được. 10 năm qua là em không có người yêu luôn? Không. Em còn cảm giác với con gái không? Em cũng có chuột mà. Nhiều người chuột bự lắm mà không có cảm giác với con gái đâu em. Còn em thì sao? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là em quen lúc em 24 tuổi. Thì lúc đó quen được 6 tháng thì ảnh đòi cưới. Nhưng mà ảnh cảm giác như ảnh hay bó buộc em lắm, quản lý em. Khi mà em biết được đằng sau đó thì em hơi hụt hẫng. Anh chàng đó lên mạng kiếm một bạn đồng giới. Em bị yêu lộn người, lầm người ở cái mối tình đầu tiên. Dạ, tình thứ hai á thì cũng quen được một năm. Tới gần ngày đám cưới thì mới phát hiện ra là không hợp tuổi. Thì gia đình không có chấp nhận. Mối tình thứ ba thì lúc đó là em cũng hồi hộp rồi. Thấy em khô khan quá hay sao thì kiếm đệ tử của em đi ăn nhậu vậy đó. Em không chấp nhận được. Cái tự ái quá cao thì chia tay thôi. Có nghĩa là ai cũng giữ cái tôi của riêng mình. Dạ. À. Thì cũng cắt trở quá hả? Bên đây hiền lắm nha, em trai tôi hiền lắm á. Em gái muốn một cái người yêu sắp tới của mình như thế nào? Tính của bạn thì ít nói. Con trai được có bảo thủ quá. Con gái tụi em á, thích con trai là nói được và làm được. Được không? Được. Mà không nói mà làm được thì cũng được. Không nói cũng làm. Cái công việc của em á, lương là mình có đủ sống không cưng? Dạ dư vậy. Cái phần dư đó có thể nuôi được vợ đúng không? Vợ con nuôi được mà. Cùng xây dựng tổ ấm chứ đừng có nghĩ là vì vấn đề gì đó mà mình chia tay với bạn trai. Em đã làm được thì em phải xài được. Và em không muốn bạn trai em phải nuôi em. À, tức là em muốn tự lập trong dạ. Cái vấn đề tài chính của mình dạ, đúng không? Dạ, từ đó giờ em tự lập từ đó được. Giờ. Em trai, em muốn người yêu của em như thế nào? Hiền. Đô con không? Dạ, mập mập cũng được. Mà tí dụ không mập thì sao? Cũng được luôn. Tao cũng được hết hả? À, cũng được. Muốn vợ quá rồi, đúng không? Cũng muốn lắm à. Muốn lắm rồi hả? Em thích bạn gái mình truyền thống hay là hiện đại? Em không quan trọng điều đó. Chỉ quan trọng bạn gái là biết lo lắng và biết chia sẻ lúc em... Này kia thôi. Nếu người vợ mình mà ăn mặc khiêu gợi chút xíu, hơi sexy chút xíu thì tùy theo lúc thôi chứ đám tiệc thì được. Có thể xăm đâu đó nhỏ nhỏ thẩm mỹ chút được không? Xăm nhỏ được, đừng xăm bự trắng ghê quá. Cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải đánh giá cái gì đầu tiên? Em nhìn vô cặp ngực. Ngực tấn công mông phòng thủ. Ngực tấn công mông phòng thủ. Nhân thể thao bụng cao hơn ngực. Chờ xíu em đứng coi. Thể thao bụng cao hơn ngực. Nhân thể lực. Bà mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không? Được không? Ngon ạ. Ok. Được không? Rồi. Ok. Ok. Đổi gì nữa? Nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền. Không còn gì để nói nữa. Y chang luôn. Nhưng mà hôm nay em đi với ai?
Dạ ba mẹ em với anh em. Chào bên đàn gái ạ. Trước tiên xin cảm ơn chương trình, cảm ơn hai MC dễ thương. Như mà nghe lời ba với mẹ đây là mười mấy hai chục tuổi rồi cưới nó rồi. Thành ra bây giờ quyền quyết định là do hai cháu nó thôi. Thì bác trai nhìn cái bạn này bác trai thấy thì sao? Cái này để thằng anh nó phân tích. Dạ, kính chào chương trình và chào hai MC. Em trai bên đây thì cũng là ok đó. Tự nhiên thì do hai đứa thôi, cho mẹ bổ sung. Thấy cháu trai đây thì cũng được, hiền, chất phát, chứ không có mà như là đua đòi. Thì để Bảo Hà với cháu để quen thời gian như thế nào, chứ giờ nói thì không được. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Nó thật thà quá trời rồi còn... Còn yêu cầu gì cho cháu nữa. Dạ mà à, nói chuyện cũng được, chứ không phải là thật thà mà không nói chuyện. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào trong khán phòng. Em mình thì nó tính nó thiệt thà, nhút nhát quá. Nhưng mà nó có cái là nó không chịu là nó không chịu à. Mình thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cá tính mạnh, thể bổ sung cho em mới được. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, hai bạn đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt nha, coi sao nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi tâm. Hít hơi đợt sâu vô. Thở ra. Rồi, bắt đầu. Dạ. Chào, chào anh. Em có quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Em rất là thích ăn kẹo nên em mua em tặng anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận gì anh sao? À, anh khá là dễ thương. Con trai bạn màu hồng thấy cưng rồi đó. Anh là bên kỹ thuật hả? Dì bên máy giặt em. À, anh đang ở Tân Bình. Dạ. Sao em... dạ? Chúng nói chuyện dạ đó. Ừ. Đại quân. Trời ơi, anh đừng làm vậy, giống như em lướng á, áo anh á, thấy anh tội nghiệp luôn á. Trời ơi, em hiền lắm luôn á. Anh có thích thể thao không? Anh thích bóng đá. Anh đừng có đá bóng nhiều quá nha. Thành giống như là đá bóng nhiều quá không có tốt cho khúc gối. Hôm nay khuyên thật lòng. Từng anh đá hai trận à? Dạ. Dạ, không biết làm sao chứ bên đây em rất có nhiều muốn nói với anh lắm. Nhưng mà tự nhiên á em thấy run quá à. Thôi kệ, em cứ nói lại đi. Nói gì giờ? Thì cứ thấy anh sao kia hay là ý em sao muốn hỏi là muốn... Em đâu có thích mê, em đâu có mê trai đẹp đâu anh. Em thích con trai mà cá tính nè, thể thao nè, giống như em vậy đó. Biết nấu ăn là em khoái rồi, tại không biết nấu ăn. Cái đó anh biết. Dạ. Ừ, nhưng mà em nhìn, nếu mà em thể thao thì em nhìn body bạn này giống như là cái điều em mong muốn chưa? Nãy giờ em nhìn cái này em về em huấn luyện được bụng với cái ngực á, nó khác nhau à, chứ không phải bụng ngực bằng nhau vậy đâu. Đó, ra cơ bắp, yên tâm. Quay em đi, em xử hết. Anh cảm nhận bạn gái thế nào không trai? Ờ, đúng rồi, tụi anh nói đi. Chứ nói gì em nói không, anh nói được đâu. Dạ. Em thấy cũng dễ thương, cũng có cá tính. Dạ, tập gym chứ thật ra con gái không có khô khan như người ta nghĩ đâu. Nhưng mà vấn đề là em tập gym và em chạy thể dục thẩm mỹ cũng được lâu rồi, khoảng mười mấy năm. Công việc của em rất là nhiều lúc bận rộn lắm, có khi là em không có dành được thời gian cho anh đâu, nên đâm ra nhiều lúc em cũng thấy có lỗi lắm. Dạ. Cũng như một tuần vậy là em có được nghỉ ngày nào? Có khi chủ nhật em vẫn đi làm, có khi em được nghỉ. Tại vì mình dạy kèm mà. Mình gọi là không phải mình giống như gái gọi vậy đó. Người ta gọi đâu mình phải làm đó. Đúng rồi, tại vì em là gái mà. Thời gian đó, nó không có được chủ động lắm. Nếu mà em muốn nghỉ một thời gian dài em phải sắp xếp rất là lâu. Cho nhau cơ hội hẹn hò vậy giờ em có dành thời gian cho một tuần gặp anh mấy lần? Anh có thể ngày thứ bảy chủ nhật nè. À, mình gọi, mình gặp mặt, mình nói chuyện. Em chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, nói được và làm được thôi. Và giữ đúng giờ cho em. Cái đó anh làm được? Chưa chắc. Chắc? Chưa chắc. 100% anh sẽ làm chắc. Được. Chưa chắc. Nó nói được làm được mà sao chưa chắc? Vậy hả? Con trai mà ai biết được đúng không? Chứ sao mới đúng? Để thời gian đi. Thời gian đi mình sẽ biết được là có đúng hay không. Cho em một tháng thôi nha. Để làm gì nè?
Em thấy con trai mà đi ăn, tới ngày đi ăn, đi uống hoặc là đi coi, coi phim, đúng là giai đoạn mà lúc mà quen một tuần đó thì không sao, hai ba tuần thôi, thấy em mà nhõng nhẽo quá thì có dấu hiệu là hơi rút lui một tí. Tại cái tính em cũng hay nhõng nhẽo nữa. Bạn này là đang sợ nhõng nhẽo đó. Người nhõng nhẽo. Em á đã có chuẩn bị nhạc sexy dance. Ok, music. Music. Go. Go. Nè, lấy cái tay anh eo. Eo, eo, lượn, lượn, lượn. Anh gồng lên đi, gồng lên. Lên, lên, lên coi. Ồ, chuột to nha. Hay, 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 hay. Come on, go, 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 go. Go, 1, 2, 3, hey, come on. Anh. Rồi. Trời ơi. Đó. Em thấy khả năng mà phát triển của cô ấy thế nào? Cỡ này là chắc 20 năm mà cũng không thể nào mà dẻo như em được rồi. Theo em thể thao sao được? Em ước mê là thể thao đó nha. Thì tập từ từ chứ sao? Tôi tập từ từ đúng không? Nhưng giờ em cần gấp rồi sao? Hơi khó quá. Không có khó. Em nhìn cô gái đối diện, em có rung động vậy không? Cũng rung lắm. Rung lắm hả? Dạ. Em có mong muốn cô này sẽ cùng đi trên con đường còn đúng, lại con đời còn lại đúng không? Đúng rồi. Ok Việt. Anh. Dạ. Ủa nó dạ nữa, dạ trời nữa. Ơi, nó nghe em sụng liền, nó sụng nụ luôn nè. Em nói thiệt nha, cái tính của em á là không phải thích bằng áo sexy, nhưng mà cái công việc của em là phải bận đồ để khoe dáng. Em nói trước nha, em bận đồ cũng hơi bị modern và hơi bị cái tính chút. Anh biết trong môi trường đó mà. Nhiều người hỏi tại sao mày không quen trai sáu múi. Thực ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu, bản thân em đã trải nghiệm qua. Thực ra họ yếu lắm. Họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai, họ bưng cái chai nước 10 lít đó, không nổi luôn. Ẩm một con chó cũng không nổi. Thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được. Hiện tại em nhìn ảnh này màu hường là em thích rồi. Màu hường nhìn thấy cưng lắm luôn. Đã vậy cái da nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền nữa, nhìn dễ thương. Chịu không? Chịu. Thiệt không? Chịu like luôn á. Chịu like rồi. Luôn dạ, chịu like luôn. Bây giờ có thể hai đứa tiến tới nắm tay để cảm nhận về nhau đi. Hai đứa nắm tay rồi nhìn vô mắt nhau, rồi cảm nhận thế nào đó, cảm xúc thế nào nói đi. Dạ dễ thương, mắt hai mí. Ủa trời ơi, cưng quá ha. Cũng cứng lắm á anh. Dạ rất là cứng luôn á. Có tập ghiêng ghiêng quá chưa? Hồi đó có, bây giờ không có. Vậy hả, mai mới em dạ anh. Em kèm ghiêng, một kèm một. Rồi em trai nắm tay, nắm tay với Nguyên. Em cảm giác thế nào, em nói với cổ đi, em cảm giác thế nào? Dùng quá không biết nói sao. Anh đừng làm không em, xúc động quá. Giống như em ăn anh. Thật sự luôn á. Nè, đến bình tĩnh nè. Rồi, em hiện sức mạnh nha. Nói. Một, hai, nói. Không biết nói gì luôn á. Thôi từ từ mình. Cầm hoài luôn á, cầm hoài luôn á. Cầm tay vẫn, cầm tay đi. Nói nữa hả? Thôi, ảnh mới hùng em chứ, bắt bớ vậy em hùng ảnh. Nè, hùng không? Hùng. Hùng, hùng không? Ừ, hùng liền. Hả, nói là làm, hả nói. Đó. Bấm nút rồi tôi với ông bấm chắc luôn rồi đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Bấm hay không bóng là quyền các bạn nha. 3 2 1. Hết thời gian. Cuộc kết rất đẹp. Bấm tay. Bây giờ mình là đường đường hẹn hò rồi. Dạ con xin phép bắt trai bắt gái. Anh trai cho con được hẹn hò với bé Hà. Nếu hai đứa con có duyên đến với nhau thì con sẽ chăm sóc bé Hà và tựa một bờ vai lớn vững chắc để cho bé Hà. Con xin phép hôn bé Hà bên nữa.
mạnh lên, mạnh lên miết luôn.